có ý kiến cho rằng không chỉ những người làm việc thiện, cúng dường đảnh lễ với Phật và tăng đoàn mới có cơ hội gieo duyên, mà cả những người tạo nghiệp ác cũng có cơ hội gieo duyên tương tự. Chúng ta không có duyên thì thật khó gặp nhau, cho nên người đời mới nói rằng hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Các ngài ôm bình bát đi khắp hang cùng ngõ hẻm và tạo nhân duyên với chúng sinh để mọi người xớt vào bát, gieo hạt giống vào ruộng phước tăng bảo. Dẫu thí chủ chỉ cúng dường một chút thôi là họ có duyên với quý thầy, quý là quý thầy mắc nợ họ. Nếu kiếp này quý thầy chưa có duyên để độ thì kiếp sau quý thầy phải độ cho họ. Nó gọi là có duyên có nợ, chắc không? Hoặc những người chưa biết đến Phật pháp gặp quý thầy đi khất thực, có khi họ mắng chửi một câu thì đó cũng là duyên để các thầy độ họ. À, nhớ nhớ nha, các thầy không phải là Phật nha. Với người xuất gia tu hành, tất cả đều là nhân duyên, dù thuận duyên hay nghịch duyên, đều giúp các thầy có duyên với chúng sinh để giáo hóa. Nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là mình nói là bây giờ người ta cúng dường cho mình mà mình tu chưa tốt thì đời thì coi như mình nợ, đời sau mình độ họ chắc không? Tức là mình muốn độ họ mình phải bằng hoặc hơn, chứ còn mà người ta do cúng dường mình người ta sanh thiên, còn mình nhận đồ cúng dường mình không tu mình đi địa ngục, mình độ người ta kiểu gì, mình trả nợ kiểu gì? Rồi đời sau á, do mình nợ họ đó, người ta là chủ, mình là nô lệ, mình khiêng kiệu cho người ta nha, mình gánh phân, mình gánh nước, mình hầu hạ, mình rửa chân cho người ta, mình độ người ta là mình độ cái gì? Cho nên là cái suy tư này nó không ổn một chút xíu nào hết. Thành ra là ở trong tăng chi á, là có ba hạng người. Một hạng á, là thọ nhận vật cúng dường như là người mắc nợ, hoặc là như kẻ cướp. Xin ông nhớ là mắc nợ hay kẻ cướp, chắc có lẽ có hai phiên bản, chúc nhờ Đại Đức Tuệ Tường. Thì đó là những người gì? Thọ nhận vật thực tứ sự cúng dường của tín thí nhưng không có sự tu tập. Này, trong tăng chi chương ba pháp không có sự tu tập để thời gian trôi đi vô ích thì họ là những kẻ mắc nợ hoặc là những kẻ cướp trong Phật giáo, bởi vì những vật thí chủ cúng dường là dành cho những vị nỗ lực ngày đêm tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ, chứ không dành cho những người mà lười biếng. Cái thứ hai là làm nhận thọ lãnh vật thực cúng dường á như người làm công. Tức là những người thọ lãnh vật tứ sự cúng dường mà các vị ấy ngày đêm nỗ lực tu tập giữ gìn chánh niệm, có giới học, định học, tuệ học, thực hành chỉ và quán, mong mỏi chứng đắc đạo quả giải thoát, thì khi ấy dù vị ấy chưa chứng thánh nhưng vị ấy được xem như người làm công, bởi vì vị ấy thọ nhận vật thực cúng dường, tứ sự cúng dường mà vị ấy không lãng phí điều đó. Và cái thứ ba là thọ lãnh tứ sự cúng dường như người gia chủ, là những vị đã chứng đắc thánh đạo thánh quả thì các vị ấy như người gia chủ hoặc như người thừa kế thừa hưởng tài sản của người cha một cách xứng đáng, thì mình phải xem mình là loại nào. Chứ còn nói kiểu này thì sư e ngại quá nha. Mình nói là bây giờ tôi nhận tứ sự cúng dường tôi không tu thì bây giờ tôi chưa độ thì đời sau tôi độ, chưa chắc. Người ta cúng dường, người ta hướng đến tăng bảo,
người ta hướng đến Tam Bảo, lòng người ta là lòng hướng đến Tam Bảo, lòng tịnh tín trong sạch, người ta cúng xong mình người ta đi lên. Còn mình hứa, mình hẹn, mình tu thì không có tu, thì một mình là thành kẻ cướp, hai là mình thành kẻ mắc nợ, và sau đó mình đi địa ngục thì mình không biết mình trả họ bằng cách nào. Trong kinh có rất nhiều đoạn nói đến các loài ngạ quỷ mà mang hình tướng sa môn, do đời trước kém là không chịu tu, chỉ lo hưởng chứ không lo tu, thì đời sau thành hàng ngạ quỷ chịu cực hình, bị lửa thiêu, bị vũ khí đánh đập mà phải đắp y mang bát như hình tướng vị sa môn. Thì thử hỏi khi mình vào loài ngạ quỷ như thế, mình trả nợ cho chư thiên là những người đã cúng dường mình như thế nào? Thành ra cái câu này là một câu nói nghe thì rất là hay, nhưng ngẫm lại thì nó không ổn một chút nào hết. Cái thứ hai là mình nói là những người mà tạo ác nghiệp với Tam Bảo, mà mình nói họ là họ cũng gieo cái duyên, thì sư e cái duyên đó là duyên đi địa ngục. Có những người họ tạo ác nghiệp với Tam Bảo, họ đi địa ngục từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật vị lai vẫn chưa chịu lên. Và khi lên thì họ sẽ sanh vào vùng biên địa vô duyên với Tam Bảo. Tất cả các kinh tạng sư đọc được đều ghi nhận một sự kiện, đó là tất cả những chúng sanh nào tạo ác nghiệp với Tam Bảo đều phải đi địa ngục. Và không một bài kinh nào, không một chú giải nào có nói rằng nhờ tạo ác nghiệp đó mà đời sau họ gặp chánh pháp, không hề có. Cho nên là hãy cẩn trọng. Mình tạo thiện nghiệp thì ở trong chú giải pháp cú nè, hoặc là ở trong thiên cung sự nè, thì có rất nhiều vị nhờ đời trước tạo thiện nghiệp với Tam Bảo mà đời sau gặp chánh pháp. Cho nên là mình hãy cẩn trọng. Mình đi đúng hướng thì nó mới tới, còn mình chạy ngược hướng làm sao mà tới được. Giống như bây giờ tôi ăn thì tôi sẽ no, mà tôi nhịn thì đương nhiên tôi phải đói chứ sao? Tại sao mình nó ăn cũng no mà nhịn cũng no là sao? Cho nên là hãy cẩn trọng với suy nghĩ này, vì đây không phải là suy nghĩ đúng chánh kiến. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về điều này. Kính thưa Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, thì tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của Đức Hành Tuệ thưa quý vị. Tại vì nghe cái vế đầu á, thật sự cái vế đầu nè, xin đọc cái vế đầu nè, xin đọc lại cho quý vị nha. Có ý kiến cho rằng không chỉ những người làm việc thiện, tức là cúng dường đảnh lễ Phật tăng đoàn vân vân, không, mới có cơ hội gieo duyên, mà cả người tạo nghiệp ác cũng có cơ hội gieo duyên tương tự. Xin thưa quý vị, khi mà sư đọc cái đoạn này nè, là sư hiểu là tại sao lại có những cái tư tưởng mà sư gọi, tạm gọi sư có thể là ở hai mức độ nha, sư đưa hai mức độ. Một là có thể là Phật pháp căn bản mình yếu. Thứ hai là nghe Phật pháp căn bản, chính vì Phật pháp căn bản yếu thưa vị, cho nên mình hiểu lầm. Đây là cái mức độ nhẹ. Cái mức độ này là nếu mà lắng nghe, sau khi nghe quý sư giải thích và dẫn chứng trong kinh tạng và chú giải, mấy vị lắng nghe, có sự chú tâm lắng nghe nè, rồi tiếp thu và chấp nhận và thay đổi, thì cái điều này đều tốt đẹp. Đó là cái mức độ mà nhẹ và có thể giúp cho quý vị có thêm chánh kiến. Có mức độ thứ hai mà sư tâm gọi là mức độ mà gọi là tà kiến. Đã nói dùng chữ tà kiến thì nó cũng nặng thưa quý vị, là tự mình nghe là bản thân giáo lý cũng không có nắm vững, nhưng mà tự suy diễn. Nó thật, nó đúng hơn là tự suy diễn thưa quý vị. Tự suy diễn, mà bây giờ chúng ta đặt câu hỏi nè, tại sao lại suy diễn ra? Xin thưa, sư nghĩ rằng thôi, cái này riêng bản thân sư nghĩ rằng thôi, có thể là cái người mà có cái tư duy này nè, tư duy như vậy nè, là nghĩ như vậy nè. Tại vì quý vị biết đó, suốt cái chiều dài mà Bồ Tát toàn giác trước khi đắc đạo mà luân hồi á, thủy vị đọc trong chuyện điện thân á, thì cái tần suất á,
xuất hiện của Đề Bạt Đạt Đa, tiếng nghĩa là Đề Quát Đạt Đa, tức Đề Bạt Đạt Đa, thưa quý vị, hay thậm chí là một số nhân vật, một vài nhân vật nữa mà trong suốt cái chiều dài, trong suốt mà cái trong chuyện bốn sanh đó, thưa quý vị, chuyện chú già bốn sanh đó, Bồ Tát mà Đề Bạt Đạt Đa là cái sự quan trái nè, quan trái trong nhiều kiếp nè, à đúng không quý vị, theo đúng không, Đề Bạt Đạt Đa điển hình nhất không, hay là một vài người khác đó, nhưng mà sư sẽ kể Đề Bạt Đa cho quý vị để quý vị hình dung nhất. Thì có lẽ sư nghĩ là cái tư duy ấy, cái người này nghĩ là đó, sư mấy sư thấy không, Đề Bạt Đạt Đa quan trái với Đức Phật quá trời, mà chính vì cái quan trái đó nên cho nên mới gặp được Bồ Tát toàn giác, và mới gặp được cái cơ hội Bồ Tát toàn giác, và có cơ hội để tạm gọi nha, gọi như là phá Đức Phật vậy đó, phá Đức Phật kia đó thằng đòn vậy đó, và có cơ hội tuy là ở địa ngục nhưng mà được cuối cùng cũng được Phật độc giác. Suy nghĩ là cái tư tưởng là nó phát sinh từ từ cái vấn đề ngày Bạt Đạt Đa, ngày Bạt Đạt Đa này là chính đó, nó cho nên có tư duy là tại nghiệp nghiệp, nghiệp ác á, cũng có duyên duyên. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu mà quý vị do hiểu lầm thì cái chuyện đó bình thường thôi, quý sư giải thích xong quý vị sẽ hiểu rõ. Còn nếu mà ai chấp cái này nha, ai chấp vô tư tưởng này mà sau khi quý sư giải thích không xong bởi quý vị vẫn không chấp nhận á, thì xin thưa quý vị là giống như gọi là chia buồn quý vị đó. Thì xin thưa quý vị là như vậy nè, đừng đừng nghĩ như vậy, đừng nghĩ như vậy thì rất là sai lầm. Quý vị biết sao, cái sự oan trái giữa Đức Phật và Đề Bạt Đạt Đa, hay còn gọi Đề Đa Quá Tát Tá, thưa quý vị, trong nhiều kiếp á, thực sự nghe hai Bồ Tát toàn giác và Đề Bạt Đạt Đa nè, là vốn dĩ hai cái vị này nè trong quá khứ làm thiện nghiệp rất là kinh khủng, thưa quý vị, có nghe gặp nhau dựa trên thiện nghiệp, quý vị hiểu không đó. Nhưng mà ngộ cái là cái hai thiện nghiệp này nè, giống như là tuy tuy là giống như người thiện, giống như là quý vị nghĩ đi, cũng là những cái ông giáo sư mà gọi là đầu ngành, không làm ở trong giáo sư đầu ngành, giống như giáo sư hay là giáo sư tiến sĩ y khoa đó, cũng làm trong những cái trường đại học y dược mà nổi tiếng, đúng không? Nhưng mà do là trí thức và cũng có tâm thiệt, nhưng mà do tôi không thích quan điểm ông thôi. Tôi không thích quan điểm ông thôi. Nhưng mà quý vị phải hiểu là đây là những cái người mà họ có kiến thức chuyên môn, đúng không? Và họ cứu được bệnh nhân. Đó, mình tạm mình hiểu là gì đó. Chứ tự nhiên bây giờ nếu mình nghĩ là Đề Bạt Đạt Đa do quan trái cho nên mới gặp Đức Phật, thì đó sai, thưa quý vị, đó sai. Bởi vì sao? Bởi vì á, vì biết á, là cái nhân mà như vậy nè là trong quá, tại sao Đức Phật á, lại bị cái nghiệp á, mà Đề Bạt Đạt Đa xô đá Đức Phật, là do nhân sao, là do trong ở trong chú giải á, cụ thể là chú giải Abhidhamma, tức là hình như là cái này là Phật Phật tử thuyết, đó Phật tử thuyết, thì có kể là một kiếp á, có một kiếp mà Đức Bồ Tát, đúng không, với Bà Đạt Đa là em trai cùng cha khác mẹ, đúng không, và khi cha mẹ qua đời mới để lại một tài sản rất là lớn cho hai anh em, đúng không, nhưng vì cái si mê, còn Bồ Tát mới vị đâu đâu phải là Phật đâu, nhưng vì si mê mà bị xúi dục những cái bọn dây nhân ác tâm, thì cái người anh nó mới dụ người em, mới dụ người em nè đi lên một cái đồi hay một cái đồi, và sau đó mới xô người em xuống lăng đá đè người em để chiếm toàn bộ, đoạt toàn bộ tài sản. Đó, quý vị hiểu không? Nghe cũng có sự quan trái qua lại. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là hai cái người này nè, đúng không, là trong quá khứ đều làm thiện nghiệp mới gặp nhau được. Quý vị hiểu tại sao mà khi mà cái một cái có một cái pháp mà Đức Phật rất là nhiều nói rất là nhiều, nếu mà cái pháp mà muốn gặp nhau trong đời này và đời sau là phải có bốn yếu tố gì? Thứ nhất là có phải bốn bốn cái đồng đồng gì? Đồng niềm tin, đồng giới hạnh, đồng cái sự bố thí, hay là cái sự xả ly đó, bố thí, và cuối cùng là đồng trí tuệ, đó thì mới gặp nhau được. Chứ như quý vị hiểu là cái quan trái gặp nhau lại này sai, thưa quý vị. Quý vị hiểu đi, nếu một người cả đời làm các việc thiện giống như bố thí, trì giới, hành thiền, thì người đó sau, nếu mà cho đắc thiện luôn nha, thì người đó giữ cái trạng thái thiện đó đến cuối đời, thì có phải là sanh về những cõi giới phạm thiên sắc giới, đúng mà, thậm chí phạm thiên vô sắc luôn. Rồi quý vị cho là cái hai cái người này nào, còn có một người quan trái với cái người đó, quan chuyên gia quan trái, hàng xóm với ông đó, được hàng xóm với cái ông mà đại loại tu mà đắc thiện hay là sinh về cõi trời đó, mà ông này quan trái, mà ông này cả đời làm cái gì? Sát sanh, trộm cắp, tạo dâm, mà làm với cường độ rất là thường xuyên và liên tục,
thì khi ông chết, quý vị nghĩ ông đi đâu, đúng không? Đi bốn cõi khổ chứ đâu, thì làm sao mà gặp nhau được đó. Cho nên trước khi kết thúc cái câu trả lời này, một lần nữa sư nhắc lại cho quý vị có đọc chuyện, những cái chuyện tiền thân, chú giải tiền thân đó, đó hoặc là gọi là chú giải bốn sanh đó, hay là trong chú giải của bộ Abhidhamma, tức là Phật tiểu thuyết đó, thì quý vị làm ơn hiểu giúp sư là có những cái nhân vật ngay trong thời Đức Phật mà có quan trái Đức Phật, đúng không? Và trong những cái chuyện chú giải, cái tần suất họ xuất hiện đó, cũng rất là nhiều, cũng quan trái Đức Phật. Nhưng mà mình phải hiểu là những cái người này nè, để được gặp Đức Phật thì cái thiện nghiệp họ làm cũng kinh khủng lắm mới được gặp Đức Phật, thưa quý vị. Còn một khi mà nói là ác, làm ác mà làm ác 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 mà đại loại như không năm giới là không giữ, mà làm mà năm giới cả đời, cả cuộc đời mà không giữ đó, mà nói là cái làm nhân ác mà để gặp những cái vị mà họ thiên về làm thiện, thì cái này là thứ nhất là nặng thì là hiểu sai, đúng không? Nhẹ xin lỗi vị là nhẹ hiểu sai, còn nặng là cái này còn chấp thủ là tà kiến, rất là nguy hiểm nha, nó sẽ cản trở quý vị nhiều lắm đó. Tại vì cái tà kiến này là nó cũng tương tự như như là cái tư tưởng mà sư đã nhắc đi nhắc lại quý vị nhiều lần rồi đó, là có người nói là ngày trường hợp ngày ăn ngô li má lá thưa quý vị đó, nó nói đó là đó, thấy ông ngài giết người quá trời, cuối cùng cũng đắc à. Nên thì mình bây giờ mình chơi khô máu đi, mình thoải mái đi, cuối cùng thì nó cũng đắc à. Đó thì cái tư tưởng này suy nghĩ, nên nếu mà có tư tưởng này hiểu sai thì nên bỏ qua, đúng không? À, còn một lần nữa trước khi kết thúc câu trả lời này, sư muốn nhắc lại một cái sự kiện này mà nó cũng liên quan đến cái điều mà mình hiểu sai, mà nói là cái bất thiện á, mà có thể gieo duyên để gặp những cái người mà gọi là sinh nào nghiệp nhiều nè, đó nha. Mặc dù cái vấn đề này sư đã kể rồi, là giống như quý vị biết đó, là có những cái chư thiên Cạn Thác Bà, thưa quý vị, chư thiên Cạn Thác Bà đó, à chư thiên Cạn Thác Bà là gì, họ 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 đàn ca, họ hát, đúng không ạ? Đó thì có nhiều người đó, họ không học không học không họ không có tìm hiểu kỹ ví dụ pháp, họ không có đọc kỹ kinh điển, thì họ lại nghĩ là chính vì làm phục mình là người người hiện tại nè, mình phục mình làm nghệ sĩ, mình phục vụ cho ca hát đó, cái kiểu đó, nên cái nhân đó nó giúp cho mình làm chư thiên Cạn Thác Bà. Nhưng mà không đúng, thưa vị, chư thiên mà Cạn Thác Bà mà gọi là chứ dưới chướng tôi đại thiên vương nha, cái cõi này tạm gọi là cũng làm cõi vui chứ không phải cõi khổ, thì những cái người này nè là cũng phải là những làm những cái thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng mà những cái thiện nghiệp đó gọi là thiện nghiệp nửa mùa đó, không có tới đó, cho nên là cái phước họ khiến cho họ sanh làm cái chúng sanh mà phục vụ đàn ca hát sướng cho tứ đại thiên vương, hoặc là cho những cái chư thiên mà bậc cao hơn đó. Cũng mong quý vị sẽ hiểu rõ hơn vấn đề này, và mình phá tan được cái tà kiến mà gọi là làm ác mà làm ác mà vẫn gieo duyên được cái này, cho thấy rất là nguy hiểm nha. Cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này. Tóm lại ý của Đại Đức Đệ Tường là nếu mà mình lấy Devadatta ra để mà làm ví dụ thì xin thưa là mình phải cẩn trọng, tại vì Devadatta là đã bổ túc Ba La Mật hai A Tăng Kỳ nha, nhưng mà do cái vấn đề là oan trái với Đức Phật cho nên là cái kiếp nào gặp ngài á là Devadatta không có ưa được. Chứ mình đừng có nói là đó do oan trái cho nên mới mới gặp Phật sai nha, cái đó không có đúng đó. Như Đại Đức Đệ Tường nói, giống như hai ông giáo sư với nhau chẳng qua không ưa nhau thì lâu lâu mới gặp, chứ còn mà ở chung mà làm chung phát triển chung thì nó chuyện đó nó hiếm lắm. Rồi cái nữa hồi nãy sư quên nói đó, là nói cái gì mà người ta chửi mình cũng là cái cơ duyên để độ, để mình độ họ. Xin thưa cái đó cũng là trường hợp của thánh không phải của mình đừng có lôi những vấn đề của thánh, những trường hợp của thánh ra để mà mình ví dụ cho mình thì nó kẹt dữ lắm, tại vì mình chơi không tới á. Nó giống như mình coi đấu bò, mình thấy là con bò không, nó lao tới cái người mà võ sĩ thì khi nó lao tới người ta chỉ việc hất nhẹ cái khăn cái là con bò là nó hút lộn rồi, thậm chí là nó té luôn cũng được. Nhưng mà mình là có đứa con nít, mình thấy người ta làm được cái mình nói vậy tôi cũng làm được y chang vậy, ra làm thử đi biết.
Thành ra là mình đừng có lấy những vấn đề của thánh rồi mình đem áp dụng cho mình thì nó không có đúng. Tại vì Đức Phật đôi khi là Ngài biết rõ nhân quả, cho nên là Ngài sắp xếp cho nó phù hợp. Còn mình á là mình không biết nhân, không biết quả, không biết nghiệp và quả của nghiệp thì thôi tốt nhất tu giùm cái nha. Bớt bớt ở trển xuống nha, xuống dưới tu nó dễ hơn, ở trển khó tu lắm nha. Rồi, qua câu hỏi tiếp theo.